mặc kệ xác tao, miễn sao có bán cho mày thôi. Bây giờ mày mua thì mua, không mua tao bán cho vô khác, vậy thôi. Rồi bây giờ con mua cho cô á là được như đây nè, đó không lấy là cô không bán cho con đố bán chỗ khác luôn á. Bên mày có cái cục sắt nào mà nó bự bự chứ? Rồi em hiểu rồi, bây giờ chị lấy cái này đi. Tôi mua 2 cục sắt, 1 cục á ông để dặn cái xào đồ cho tôi, 2 tôi để trên cái đầu giường chị Hai. Mua cục sắt để đầu giường chị bằng gì? Cũng chị không đó, bữa chị nói chị ngủ nó sụt sịch, chị ngủ không có ngon đó. Hiển tình á, đàn ông không biết có phải đàn ông không nữa à. Ta khiêng được tới đó à. Trời, nghe cái con của trời, sắt gì mà nặng dữ vậy? Mở ra. Cái gì vậy? Trời. Cái gì vậy trời? Sao cái nhà này làm như có duyên với bơm gì trời? Cái gì bơm? Sáng bà hai bơm giờ tới bà mua bơm nữa là sao? Cái này cục sắt chứ bơm gì? Trời ơi, ai nói với bà đây là cục sắt? Con Ngọc Ngà nó nói này là cục sắt mà. Là bà mua con Ngọc Ngà hả? Cái này là bơm hả? Bơm đó. Ngà, mày đi qua đây coi. Gì? Mày đi qua đây nhanh lên coi. Gì chị? Trời đất ơi, mày hét em như vậy? Tao mua 2 cục sắt mà mày nghĩ sao mày bán cho tao 2 cục bơm vậy? Bơm đâu mà bơm, cái này sắt đặc mà. Sắt đặc mà đâu có phải lấy đâu lép mà. Chồng tao mới nói 2 chai bơm kìa. Em đâu có biết bơm đâu, cái này là cô Hai đời bán cho em mà. Ủa đâu ra chị Hai? Ở đâu ra bơm này vậy chị Hai? Bình tĩnh cái gì mà la lốm dập. Tao thấy cái bao ở ngoài đường thì tao dở ra, thì tao thấy là cục sắt, thì giờ tao lấy tao bán cho nó sắc dụng chứ có cái gì đâu mà la dữ vậy. Trời ơi, mình bán dây chai mình cũng phải biết cái nào là bơm, cái nào là sắt, là mình muốn nổ bên sắt nhà tôi hay vậy. Trời ơi, là cổ mang qua cổ nói sắt đặc thì em tin sắt. Thôi bây giờ nè, bây giờ hai bà bớt trời ơi đi nha. Trong câu chuyện này tôi không dính lý gì hết nha. Tôi sẽ báo chính quyền xuống xử lý 3 người luôn. Tất cả dừng lại. Cái gì vậy? Đứng yên tại chỗ. Tại sao vậy hả? Tại sao lại lấy cái này của tôi hả? Đây là cái quả bơm bên đạo cụ đoàn phim của tôi mà. Quả bơm đạo cụ không biết nổ hả? Đã đạo cụ sao biết nổ cha. Ủa là ủa nhưng mà để đâu để người ta lấy vậy? Trời ơi. Mà Hai, ai lấy bơm của tôi hả? Ai? Rồi xong, biết luôn. Là cô đúng không cô? Trong cái xóm mình ai lớn tuổi nhất là cô. Ai hay ăn cắp giặt nhất cũng là cô. Chừng nào mới chịu nên người hả cô? Thôi đi ăn gà nè. Cái gì? Tao phải muốn đi để dễ vậy? Tự nhiên đồ của người ta nhiên nhào vô lấy là sao vậy? Qua đây nè. Mày mới đồ của mày thì mày chưa coi như là mày ký tên vô đi. Mày đây chứ ai biểu mày còn lên xe chi? Tao không biết. Thôi đi ăn gà. Thôi cô, tiền con đâu cô? Tiền con trả lại chứ. Chết rồi. Tiền tao đi mua gà hết trơn á. Trời ơi, mua gà rồi sao giờ cũng phải trả lại chứ. Thôi thôi, nín đi bây giờ con trả tiền lại cho tôi đi. Ủa chị mắc cười quá, chị đều đòi chị của chị đi. Ủa cái gì vậy? Ủa trả tiền con chứ cô. Ê, đừng có nói nhiều, bây giờ trả tiền lại cho tôi đi. Tiền đâu mà tôi trả cho chị bây tôi giờ? Mua 2 chai bơm đó. Chị mắc cười quá, bây giờ chị của chị á chưa trả tiền cho tôi, tôi trả tiền chị mắc cười trời chị quá. Thôi được rồi, bây giờ gì nè bình tĩnh đi, bây giờ mọi chuyện nó cũng xong hết rồi, bây giờ chị Hai cũng biết lỗi rồi, đừng có la. Bình tĩnh cái đầu của ông á. Dạ thưa chú. Ủa về sớm vậy con? Hôm nay không đi học hả? Dạ không, hôm nay giảng viên bị đau ruột thừa, đi cắt ruột thừa nên con được nghỉ. Trời ơi, vậy hả? Dạ. Ừ. Lập. Hả? Mày bán bánh mì được không? Trời ngon lành. Tôi nói thiệt với bà với từ lúc mà thằng Tuấn lập lờ nhờ nó ngày cũng nhờ nó đó, là nó gom mớ bánh bao với bánh mì tôi giao cho đoàn phim thì lấy chiếc này bán ngon lắm. tới thời chú. Ủa nói nghe, bán đắt đúng không? Ừ đắt chứ. Bán được lắm đúng không? Được chứ, dở quá. Ủa sao mà tôi là không thấy ông lấy đồ chua tôi? Thì nói ngay thì bán được, nhưng mà tại vì đồ chua bà lúc bà vui á, bữa nào bà trúng đề đó ha, thì bà làm đồ chua nó ngon lắm. Bữa nào mà không trúng đề á, bà thua đề đó, cái bà làm đồ chua nó chua thiệt là chua luôn. Không có ai mà nói tôi cái câu đó đó ông Lập nghe. Nếu mà tôi làm đồ chua là nó chua hết cả một thố, cả một cái diệm luôn ha, chứ không có đâu mà tự nhiên mà bán tất cả đều ngon, đều lành, có mỗi một mình ông là coi như khi vui khi buồn. Ủa vậy bây giờ tôi hỏi ông nè, ông không lấy đồ chua của tôi giờ ông lấy đồ chua của ai? Nói đi. Thì con gái tụi nó làm đó. Có con gái tôi, con gái tôi nó cũng biết làm đồ chua ha, nó làm vừa ngon vừa rẻ. Thì tôi xài đồ chua của nhà tôi có gì đâu. Trời ơi chú gì
không phải là dây đắt đâu, bình thường đâu cô, mà bán là siêu đắt luôn. Trời, con nói cô nghe, cái thời ngày xưa nha, con thuê cái nhà trọ của chú á, con bước vô trong đây ha, là chú có trong cái hợp đồng á, là chú bao cơm con một ngày ba bữa. Con thấy được quá, con mới nhào cho con thuê. Nhưng mà cô, bán cái kiểu gì con không biết, mà con vừa mở mắt ra là thồn cho con một bánh mì. Bánh mì ế nha, buổi trưa bánh bao ế, rồi buổi tối bánh mì ế. Có ngày cũng thay đổi dữ lắm. Buổi sáng bánh bao ế, buổi trưa bánh mì ế, buổi tối lại bánh bao ế. Ê, nói nghe nè, ở trong cái hợp đồng là phải nói là bao cơm luôn không? Đúng không? Đúng không? Dạ, bao cơm luôn. Bây giờ tao không bao cơm mà tao bao luôn bánh bao, bánh mì là mày thấy tao xả láng vào có với mày rồi, mày còn muốn gì nữa? Trời ơi, đang thay đổi rồi, bây giờ đâu còn ăn bánh mì với bánh bao. Không có đâu, còn bây giờ hết rồi. Từ lúc tao bán đắt, từ lúc mà tao bán cho đoàn phim á, tao đắt á, giờ đâu mày đâu có cái tình trạng ăn bánh bao ế, ăn bánh mì ế nữa, đúng không? Đúng, đúng không? Trời, con cũng mừng dễ sợ luôn chứ, giờ con thấy ổ bánh mì cái cũng xỉu luôn. Không thèm nói chuyện với người, tới giờ số số của tôi rồi. Ủa? Đừng hầm. Vậy tao hay ghẹo bà luôn. Tao ghẹo bà. Chú. Ok. Lấy ổ bánh mì chú. Bánh mì thịt chà cá mòi. Dạ, cá mòi cũng được. Cá mòi cũng được là sao? Cái gì xúc quát chứ. Ủa chú. Ừ? Sao con thấy dưa chua của cô hai làm cũng ngon mà sao mà chú không có lấy của cổ nó đi cho tình làng nghỉ sớm cho nó vui. Tao nói mày nha, như nãy tao nói đó, ngon thì có ngon thiệt, nhưng mà bữa nào bà vui đó, bà trúng đề thì bà làm ngon, còn cái bữa nào mà bà không trúng đề cái đó bà làm chua lè chua lét, khách mắng vốn tao hoài. Nói thôi con gái tao nói thôi bà để con làm đi, tao để con tao làm vừa ngon vừa rẻ vừa bền chắc. Trời, ăn không nha, không nha, con xác nhận là từ lúc mà chị Lộc làm là bánh mì nó dở hẳn nha. Dưa chua đồ chua nó dở lắm. Trời ơi, không. À, chú, con phát hiện rồi. Sao? Nhiều khi ngày xưa á, mà chú bán cái đồ chua mà nó ngon á. Ê, nhưng bây giờ nhiều khi chị Lộc làm cái đồ chua nó dở á, nhiều khi bán đắt, đúng, từ lúc bán đắt, đúng không? Con gái tao nó hợp tuổi với tao, có khi bán đắt là lý do. Cái gì á, nhiều khi người ta mê cái đồ ăn dở á, hiểu không? Thôi, 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 con phải chia sẻ chuyện này với cô. Tóm lại là chú Lộc á, nói đồ chua cô là thiêu quá. Mày nói gì? Thì chú nói gì đó, chú nói gì đó thì con nghe vậy thì con nói lại với cô thôi. Tao nghe không có rõ, mày ổng nói đồ chua của tao thiêu. Thiêu thiệt không? Dạ thiệt.